đạp như vậy á, khớp gối nó đã lắm, xương khớp nó thoải mái, dễ chịu lắm. Xin chào mọi người, tôi là Mai Quỳnh, diễn viên điện ảnh và sân khấu. Năm nay tôi U6 mấy rồi, cho nên xương khớp có vấn đề, nó thường đau lưng và đau gối. Có một thời gian bụng tôi rất là to, tại thỉnh thoảng có nhậu bia với anh em. Khi ra quay những cái cảnh mà nhà giáo hay bác sĩ, tôi rất ngại, mình không có tự tin, tại cái bụng to quá. Nhờ một đồng nghiệp của tôi giới thiệu, anh mới nói với tôi là ông đã mua chiếc xe đạp ABC Sport SB09. Anh tập trong vòng nửa tháng thôi, tôi bảo đảm với ông sẽ thấy khác liền. Khi mà mua chiếc xe đạp này về đó, tôi tập trong vòng nửa tháng, xương khớp này kia thấy nó thoải mái, rất là đã. Cái xe đạp này thiết kế á, ai ngồi cũng được hết á. Đặc biệt là đạp nó rất êm, nó không có tiếng động. Chúng ta muốn đạp chậm, nhanh, nặng, nhẹ đều có điều khiển được hết. Nó có một chức năng nữa là cái nhịp tim của chúng ta có thể theo dõi được. Ngồi tại nhà tập chỉ cần một phạm vi nhỏ thôi, khỏi phải ra đường. Tập được một tháng thì bụng tôi tiêu, nó được vui giờ là nhờ chiếc xe đạp đó. Cho nên tôi rất tự tin, bây giờ vai diễn nào tôi cũng có thể bước ra được hết. Đạp xe đạp rất có lợi cho sức khỏe, nhất là tim mạch và sức đề kháng. Mai Quỳnh rất thích chiếc xe đạp ABC Sport SB09 bởi vì giá rất bình dân nhưng xài rất đã. Mai Quỳnh cũng khuyên mọi người, mỗi gia đình nên có một chiếc để chúng ta duy trì sức khỏe, tốn kém không bao nhiêu hết, rất tiện ích cho cả nhà.